già mắt dịch. Bà đuôi sao không thấy đường, sao tông cho người ta vậy? Đuôi cái gì bà đuôi? Có đường thì bà thấy anh ta đi một đống như ông địa thì ông thấy hả? Thì sao ông không né ra cho người ta đây đây? Né cái gì, né xuống ruộng né đâu? Có đường có chút xíu gì né đâu nữa? Hư hết sân riêng của tôi rồi nè. Sân riêng xe của bà, sân riêng là đưa xe tôi không sân riêng nè. Trời ơi là trời, bởi vậy cái thứ gì không ưa gặp hoài ha. Làm như tôi ưa bà lắm vậy đó. Mới sát ra đường gặp cô gái rồi à. Đúng là trời sao của mình ghét của nào trời sao của đó mà. Ông bà con gái gì mà giữ chưa chăng á? Bộ không sợ ấy chồng hả bà? Đàn ông gì á đi ra đường không đem theo con mắt, đi đụng người ta như vậy còn nói nữa, đồ già chuyện. Có gì cái gì già chuyện? Có thấy đường thì mới đi chứ. Còn thấy đường thì ở nhà giữ con giữ cháu cho đi ra đường cái kiểu này. Có ngày Honda xe đạp là xe bò gì cũng ủi bà đó cho bà biết được không em? Cái nó xe đạp Honda gì ủi nằm bệnh viện ít ngày ra. Trời đất ơi. Sợ xe 10 bánh nó cán là chết cũng không giống con giáp nào. Thôi bà ơi, thà chết còn sướng hơn là sống. Sống mà bệnh tật để báo đời con cháu có sống có ít gì đâu mà ham sống. Đàn ông gì mặc cái miệng như cái chuyện xe hơi vậy? Nó đàn bà cái miệng của bà như là xe cứu quả vậy đó. Ê thằng cha già. Cái gì? Thằng cha già không ra lăng với phụ nữ. Đàn bà gì miệng một miệng hai à? Chữ là đàn ba đàn ông miệng ba miệng bốn. Đàn ba miệng năm miệng sáu. Trời ơi cái thứ ông á là miệng bảy miệng tám miệng chín miệng mười đồ bôi đâm da mắt chặt hẻo. Trời ơi trời ơi già rồi mà ham chặt hẻo nữa hả? Mẹ này vô duyên. Mẹ này chắc là thiệt là vô duyên đó nè. Anh cha vô dùng. Mẹ này chết té giếng quá à. Cha đó chết cái cầu cách ra thú bắc đó. Cái gì đó. Cái gì té đầu cầu cái ra thú bắc? Tôi nói ông đó. À của mẹ lựu đạn. Lựu đạn nổ ngay nhà ông á. Cái gì lựu đạn nổ ngay nhà tôi? Ờ tôi nói vậy ông dám làm gì tôi không? Làm cái gì ai mà thèm quýnh đàn bà phụ nữ làm chi? Bà kêu chồng bà lại đây tôi xử ngọt cho bà coi. Ê ông chửi ai đó? Ông nói gì tới ai ông đụng gì tới chồng tôi ông chửi ai đó? Vậy chứ nãy giờ bà chửi ai đó? Tôi chửi ai theo mặt tôi? Vậy giờ tôi cũng chửi ai kệ tôi, càng chi tới bà. Tôi không nói chuyện tay đôi với ông nữa. Tôi không thèm nói chuyện tới bây bà giờ nữa. Tôi hỏi ông nè. Sao? Tại sao đi ông không mở con mắt to ra mà đi ông nhắm mắt rồi mở mắt rồi đụng người ta một cái kinh quá trời vậy? Đụng người ta là đụng ai chứ? Nói cho rõ chứ. Thì đụng tôi nè, không thấy ha? Ông đụng tôi vậy làm dập của tôi hai cái trái vú sữa rồi nè, thấy chưa? Cái gì? Làm gì mà bà ông đụng tôi vậy? Bà cũng đụng tôi, bà đụng tôi để tôi coi lại coi. Trời ơi, tôi chết rồi. Bể hai trứng hột gà của tôi rồi còn nói gì nữa? Cái gì? Ông bể hai cái hột gà hả? Đây nè, để tôi coi đây nè. Đó, thấy chưa? Mang một chục lên cho con tôi. Chục gì? Dập hết hai trái rồi, bây giờ còn có 10 trái không thấy không? 10 trái đó, còn của tôi. Tan nát như vậy đó rồi, nói gì nữa? Bây giờ ông đền tôi đây mệt quá đi. Đền cái gì mà đền? Làm sao đền? Bà cũng đụng tôi rồi, bể hai cái trứng hột gà của tôi vậy. Đây nè, tôi mang lên một chục, bây giờ còn có 10 trái không thấy hả? Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, hai cái trứng của ông không có giá trị bằng hai trái vú sữa của tôi. Ông sao mà không giá trị? Bà nghĩ ra coi, hai trứng hột gà có hơn hai cái trái vú sữa bà không? Sao hơn sao? Sao không hơn được. Cái hai trứng hột gà của người ta là cái chất lượng nó đàng hoàng. Có chất bổ dưỡng trong đó, có chất vitamin trong đó, có chất đạm trong đó. Có cái chất vỏ hột gà trong đó nữa, là cái chất gì đó quên mất mẹ nó rồi. Ê, vậy chứ giờ tôi hỏi ông là nói về giá tiền á. Sao? Làm sao mà hai cái hột gà của ông bằng hai trái vú sữa tôi được? Lấy sữa bao nhiêu? Trời ơi, tôi nói thiệt với ông á hả? Sao? Cái hột gà của ông chừng lắm 800 đồng một trái thôi. Vú sữa của tôi vậy hả? Tôi nói thiệt mà nhầm mà là ở trên thành phố tôi bán ít nhất cũng phải 1000 trái. Không bằng trái gì? Đâu bằng mấy hai trứng hột gà của tôi đâu. Hai trứng hột gà của tôi là hai trứng hột gà chất lượng, bà biết chưa? Chất lượng gì? Chất lượng sao không chất lượng? Bà muốn nghe tôi nói cho bà nghe nè. Sở dĩ hai trứng của tôi chất lượng á là nó ngon, nó bổ, nó rẻ. Chỉ cần 1000 đồng một trứng thôi, mua hai trứng là có một bữa cơm đạm bạc rồi. Có chất nhờn nè, có chất béo nè, có chất bổ nè, có chất dâu nè. Nó hợp khẩu vị với mọi lứa tuổi đó, cho bà biết vậy đó nghe. Mà tôi nói cho ông nghe. Sao? Ông ăn ba cái chất đó riết mà ông không có cái chất trái cây ở trong người thì ông bị gan ông chết. Ông rõ chưa? Cái gì nó cũng phải có đông, có đông, có tây, có âm, có dương, ông biết chưa? Bây giờ ông đền tôi đi. Đền? Tôi đền cho bà hả? Tôi đền cho bà rồi, ai đền cho tôi? Bây giờ ông đền tôi trước, tôi đền ông sau vậy đó. Bà nói là bà phải giữ lời ha. Bây giờ nè, hai trái vú sữa của bà bao nhiêu? 2000. 2000 phải không? Đây nè, coi bà coi dân chơi nè. Nè, đền bà 2000, đó. Rồi. Rồi, bây giờ bà đền lại cho tôi đi. Đó, rồi đó, đền 2000 trở lại nè. Rồi. Ủa sao y nguyên hả trời? Thôi được rồi. Đó, tôi cảnh cáo nha, mai mốt đi xe cho đàng hoàng nha. Không thôi là mai mốt mà đụng người ta, mai mốt bà ra đường mà xe Honda nó không đụng bà là cũng xe hơi nó đụng bà, mà không xe hơi đụng bà mà đi ngoài đường máy bay nó cũng đụng bà nghe. Thôi đi cha. Bà gì dữ dằn quá trời quá đất à. Thôi đi cha. Đi chứ có sợ bà đâu.
Sao? Mà ông đi đâu ạ? Đi đâu kệ tôi chứ, mắc mới vậy bà. Bà làm như bà vợ tôi không bằng vậy. Trời ơi, tôi hỏi ông đi đâu á là tại vì bây giờ á, ông muốn đi rằng sau lưng tôi hay là ông đi ve trả lời trước mặt tôi đặng tôi biết đường tôi né. Đi đi, bây giờ cái đường nhỏ xíu vậy à bà, hai chiếc xe đạp làm sao qua. Xin lỗi ông à, ông mà là chồng tôi à, một ngày tôi quýnh ông 80 cử, đồ dàm không nên nói. Cử làm vô bà ngon lành vậy, ai mà thèm làm chồng bà. Xin lỗi bà, lấy bà bù thêm của cho tôi còn lấy đi, đừng có giỡn chơi hoài. Đồ già cà chớn, cha đứng cho nói thêm một hồi nữa tôi nhổ lúa tôi chọi ra bây giờ. Nhổ lúa lại đi không? Điều gì tránh đường đi, tôi giác xe đạp quá. Thì nên đi quá đấy. Mày dữ dằn quá. Trời đất ơi, đàn bà phụ nữ gì ai dám lấy trời. Ông nào xui xẻo lưu mắt mẹ này. Trời ơi, cha già lớn tuổi. Tạm biệt bà nghe, khổ chịu biệt bà luôn. Ai thèm gặp ông lại mà dính biệt. Thôi bà ơi. Trời ơi, bởi vậy hên, biết đường mà đi sớm. Ở đây một hồi là tôi nhổ nguyên cái đám mạ này, tôi đập lên trong đầu á. Cha già vô duyên mất dạch. Bây giờ ngon ở lại đi, ta chửi tới tối tôi cũng chửi nè. Tôi sợ á. Trời ơi. Kè vô. Ủa, vô con. Vô lên hồi nào vậy? Giận ai mà đứng đây la ung sùm vậy vú? Tao đang gây lộn với cha già đó. Cha già nào? Thì ai biết cha già nào xui xẻo quá à. Lên đây kiếm mẹ chưa kiếm ra nhà cửa đã bị đụng xe rồi. Trời ơi. Mà coi có cái xe đó chạy sơn mẹ nó hết rồi. Trời ơi. Mà vú hỏi con nè, thằng chả đi á, mắt nhắm mắt mở gì đó rồi đụng tao một cái như trời giáng vậy. Làm dập mẹ nó hai trái vú sữa đâu. Rồi thôi, tao đem cho mày một chục. Dạ. Thấy không? Cho dạ. Mày ăn bây giờ nó dập hai trái rồi còn có 10 trái lẻ thôi. Thôi mày kệ. Đừng có giận vú. Thôi kệ vú ơi, 10 trái ăn 10 trái. Vú sao từ nhỏ tới lớn giờ con thấy tánh của vú không bỏ chút xíu nào trơn á. Cái tánh gì đâu mà dữ dằn không biết được á. Thiệt á, từ hồi lúc ba con chết tới giờ hả là coi khoảng chừng đâu đó mười mấy năm nay rồi đó ha, mà chưa có thấy là ông nào mà dám nhào vô, bởi vì không có tái giá được phải lắm mà. Trời ơi, tao đâu có cần tái giá. Tái giá làm chi? Ở vậy tao nói thiệt mày, thằng cha già đó hả là bự con thiệt đó, nhưng mà không khôn hồn á, đi sớm. Đứng đây một hồi nữa là tao điên lên là tao dập cho tưng luôn á. Bởi vậy khô máu luôn mà. Bởi vậy ông già nào ở dưới quê ông nào cũng sợ hết trơn. Trời, thôi đi về nhà nói chuyện chú ơi. Rồi chưa? Hết giận chưa? Giận gì? Nữa cũng gây cũng phải gây nữa. Cha già này chắc kỳ lắm. Thôi mà vú, làm gì làm, ở dưới quê mình mất cảm tình rồi thì bây giờ mình gặp, lỡ gặp ông già này mình cũng lấy cảm tình chút xíu đi. Chưa gì thoạt đầu tiên là đã là mất cảm tình hết ông già nữa rồi, thấy không? Bực bội. Chuyện không có đáng mà, gì mà làm nó gì đây. Cái vụ này nè là tao là mê tín lắm nè. Sao? Mày thì mày viết thơ về, mày kêu tao lên đây đặng biết mặt vị hôn phu của mày. Dạ. Có nghĩa là thằng rể tương lai của tao vậy? Đúng. Mà giờ tao chưa thấy nó. Dạ. Mà đã xảy ra cái chuyện này sáng sớm mở hàng mà xảy ra cái chuyện này là tao không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thôi mà. Mà thằng nó đâu rồi? Dạ, ảnh ở đây nè. Nó ở đây. Dạ. Còn mày ở đâu? Con cũng ở đây luôn. Hả? Mày nói gì? Dạ. Hai đứa tụi bay ở chung nhau rồi. Dạ. Thì tụi con ở chung với nhau. Thì mày mời tao lên đây chi nữa? Thì trời ơi, thì vú là cha là mẹ, con phải mời vú lên đó chứ. Mày nói gì vậy? Mà chuyện nó đã dĩ lỡ rồi mày kêu tao lên chi nữa? Bởi vì tao nói là xui mà. Vú ơi, cái thằng cha già này cái mặt là hết thời mà. Vú ơi, là vú ơi, chuyện đã rồi mà. Mà chuyện gì vậy vú? Rồi mày còn hỏi tao nữa. Sao? Chuyện chưa có ra sao hết á là con gái lại đi ở chung với người ta. À, tụi bay tính làm cái kiểu mà lên xe trước rồi mua vé sau á. Trời ơi, vú ơi, không có đâu vú ơi, vú hiểu lầm rồi đó. Không, tụi con ở chung ở đây á là chung một nhà, là nhà chung cư đó, phải không vú? Chứ cơm ai nấy ăn nè, phòng ai nấy ở nè, giường ai nấy nằm mà. Hằng. Dạ. Thiệt vậy sao con? Con nói thiệt mà. Con làm vú muốn giết. Trời ơi. Vậy mà tao tưởng bay trao cái quý nhất của bay cho nó rồi chứ. Quý nhất là cái gì? Là gì vú? Trời ơi, thì nó là cái gì? Mà thôi khó nói lắm. Sao chuyện rồi? Thôi chuyện gì cũng ào ào hết. Còn cái này sao không chịu nói? Nói thì, đi vú. Thì nó là cái thì là cái gì? Cũng như tao, của tao, tao trao cho ba mày vậy đó. Rồi cái, rồi mới có mày đó. Rồi là gì? Trời ơi, mày chưa hiểu ha con. Cái gì vú trao cho ba con rồi gì cái đó con rồi con. Trời, con không hiểu gì hết trơn vú ơi. Trời ơi, mày ngu quá. Có sao? Vậy thôi mày cũng không hiểu. Bởi vậy cha con mày làm tao nóng không hà. Sao vậy? Thôi mà bây giờ đừng có nên hiểu nữa. Để hả? Mai mốt tự nhiên là tao ra biết thôi. Hả?
Thế cái chuyện đó bác tao nói ông nội tao không dám nói nữa. Vậy hả? Thôi bây giờ bỏ qua chuyện đó đi, coi như quên đi nghe con. Rồi quên ha. Rồi mày kêu tao lên đây đặng biết mặt nó. Dạ. Rồi nó đâu? Dạ, ảnh đi đón ba ảnh. Chắc cũng sắp về tới rồi đó vú. Chuyện ơi, giờ bữa nay có anh Xui lên nữa nha. Dạ, có ba ảnh lên nữa. Ba ảnh lên để biết mặt con, biết vú nữa đó. Vậy sao? Dạ. À được. Thôi giờ vú ngồi đây ha. Ừ. Con vào trong chút ha. Ừ. Em nãy giờ chờ anh có lâu không? Bữa sao có chuyện nói gì hết trơn cái đội à? Nè, giận cái không? Thơm miếng được không? Thơm mẹ một cái lét rồi. Ba trời ơi, bớ người ta tự nhiên đánh tôi trời ơi. Ai ơi, ai? Sáng giờ hết hai thằng rồi. Thằng cha già kia mồi, còn cha già này hưởng. Ê, cái chị này ở đâu vô nhà tôi vậy? Hả? Vô nhà tôi làm gì đấy? Vô nhà chơi được không? À, đi đâu đây? Đi trời ơi, đâu đây trời ơi. Cái câu này tôi hỏi chị mới đúng. Chị là người ở đâu vô nhà này? Tại sao chị hỏi tôi? Chị biết tôi lại không? Mày lại gì? Tôi là tôi nè. Chủ căn nhà này nữa không? Mày muốn ăn thêm cái nữa không? Ăn gì? Ê, đứng lại. Ê, bớt người ta. Ê, đánh ta điên rồi hả? Bộ bà điên rồi hả? À, anh chung. Hàng ăn. Trời ơi em ơi. Cái gì vậy? Người yêu của ta là tao ôm cẳng ta lại vậy? Anh Trung, anh có biết đây là gì của em không? Là gì cũng phải lịch sự chứ. Thấy hai người ta yêu nhau rồi tao ôm nhau phải lịch sự rất vui đó chứ. Bộ điên hả? Trời ơi, anh Trung ơi, anh có biết đây là ai không? Đây là vú của em đó. Hả? Em nói cái gì? Tỉnh lại. Đây là vú em. Ừ. Trời. Ừ. Nãy giờ sao không chịu nói? Dạ. Anh cười lấy cảm tình. Con chào vú. Mày chào tao hả? Dạ. Sao mày không giỏi mày quýnh tao nữa đi. Dạ đâu có. Mày khỏi cần chào mày vú. Hả? Qua nói cái này nghe nè. Trời ơi, vú của em đây hả? Vú em sao đẹp quá vậy? Trời ơi, mà vú của em sao thấy còn mi nhoan quá. Ui, còn trẻ quá, anh hiểu lầm đó. Anh tưởng em không à? Trời ơi, ở dưới quê em á, vú em á là đứng số 1 về lứa tuổi trung niên đó. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà bà đẹp thì đẹp thiệt. Ừ. Nhưng mà bà dữ quá em ơi. Ủa, bộ. Bị bà, rồi hả? Bà để anh một cái giờ răng anh lung lay hết trơn cái đội. Làm như là nó nhát lửa vậy đó. Ê. Dạ. Mày á. Nè. Mày tên gì á? Dạ, con Trung. Qua biểu mày. Trời ơi. Vú. Trời, bà kêu không nổi da gà. Trời ơi. Đi qua cho vú biểu đi. Dạ. Từ qua. Trời ơi, không có sao đâu mà. Nhìn vú xanh ấn chà đậu quá. Em nói không có sao đâu. Coi vậy chứ vú của em dễ lắm. Dạ. Đi qua đi. Để anh qua. Để bà nóng lên giờ. Dạ. Thưa vú kêu con. Qua đây tao biểu. Dạ. Tao biểu mày thì mày qua đây. Dạ, từ. Thù với. Dạ, thưa vú kêu con. Bây giờ nghe tao hỏi nè. Vú cứ hỏi con sẵn sàng trả lời. Bây giờ tao cho phép mày ngồi, mày đứng mày rung quá tao chóng mặt. Dạ. Mày ngồi đi. Dạ con không dám. Hồi nãy giờ á, tao nghe mày nói gì xấu đẹp. Dạ đâu có mày nói gì đâu. Nói ai? Dạ nói vú. Dạ, mày con... nói tao, mày nói gì vậy? Dạ con nói vú là một cái con người đẹp, thiệt là đẹp, dễ thương, thiệt là dễ thương vậy đó. Có cái nụ cười, có duyên nữa. Dạ anh mày khỏi nịnh. Hả? Ở xã tao á, mấy anh trai nó nịnh tao là tao cho dè hết. Dạ. Trời ơi. Nghe tao hỏi tiếp. Dạ cứ hỏi. Mày có phải là người yêu của Hằng không? Dạ không phải đâu. Ê, dạ. Không phải người yêu mà là người tình của Hằng. Người tình của Hằng. Được, người tình ha. Dạ. Người tình hay người yêu gì cũng được ha. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, mày có đàng hoàng không? Dạ đàng hoàng chứ. Dạ có đàng hoàng nhất trong những người lộn xộn đó. Đó không phải. Đàng hoàng nhất trong cái chung cư này đó. Mày có thương nó không? Dạ thương. Có không? Dạ có. Có không? Dạ có. Trời ơi. Trả lời rồi sao kỳ vậy trời ơi. Được. Nếu mà mày thương nó thực sự á, dạ, thì tao gả cho mày. Quang Hồ Vũ. Quang Hồ Vũ. Cảm ơn Vũ. Một cái bập. Ây trời ơi, xin lỗi. Sao mày ôm tao hoài? Nãy giờ vô mày ôm tao hết hai lần rồi con. Dạ con xin lỗi Vũ. Trời ơi con mừng quá. Mà bây giờ khoan đã. Ủa sao khoan? Để tao coi ý của ba mày có làm sao đã. Vũ yên tâm, ba của con dễ lắm. Hãy con ưng chỗ nào là ba con gả con chỗ đó. Không, cưới con chỗ đó. Thôi được,
Nếu vậy á thì được. Bây giờ á con Hằng á, mày đưa vú vô trong rửa mặt. Dạ. Nghỉ ngơi một chút cho nó khỏe. Dạ. Chừng nào á mà ba mày lên á thì mày vô mày kêu đặng cho tao hay. Dạ vú yên tâm đi, ba con lên rồi con cho vú hay liền à. Dạ. Đưa vú vào đóng đi trời. Được rồi, vô vú, đi vú, đi. Hú hồn hú vía. Bà già vợ mà mình kêu bằng chị còn gây lộn với bà nãy giờ tá lả nữa. Ôi cũng may là bà dễ à, chứ bà khó là chết cha mình rồi. Ok chung. Dạ ba. Trời ơi tao đi tìm mày muốn chết luôn. Trời ơi con bữa nay lúc này con gầy vậy con? Dạ suy nghĩ nhiều quá con. Tao nói tao xui lắm mày ơi. Dạ, lên từ rồi sáng giờ đạp xe đạp đi kiếm mày vòng vòng. Vậy hả? Rồi gặp con mẹ mắc dịch giữa đường đụng con mẹ đó. Trên đời trời đất tao có ba nói cho con nghe nha. Dạ. Tao chưa gặp con mẹ nào mà dữ dằn như con mẹ này hết trơn á. Vậy hả? Tao con mẹ nào mà dữ dữ vậy ba? Con mẹ nào con mẹ này chắc hồi tao nghĩ hồi đó mấy ba gì đụng bẻ ghe xuồng gì đụng bẻ rồi ra bả mát mát đó mà. Vậy hả? Mà mày cũng mắc dịch nữa. Sao? Sao mày nói mày ra đón tao rồi giờ này mày không chịu ra đón là sao? Thì trời ơi con đón ba rồi sáng tới giờ mà không có thấy ba lên thì con mới đói bụng quá phần khát nước nữa con tính về nhà nè uống một miếng nước rồi trở ra đón ba tiếp không ngờ ba tìm được cái nhà này đỡ quá. Thôi vậy là gặp con là ba đỡ mệt rồi. Thôi bây giờ vô đề liền. Dạ. Nè nghe ba hỏi nè nghe. Dạ. Nè con ghệ của mày đâu rồi, kêu ra đây tao coi mắt thử coi. Dạ ha. Ba yên tâm. Gặp Hằng là ba chịu liền hè. Vậy sao? Ba ơi. Sao con? Có vú của Hằng lên nữa. Ủa? Nó vậy có chị xui lên nữa hả? Dạ. Ồ vậy là tao phải vô trong tao sửa soạn lại một chút mới được. Chứ để gặp mặt chị xui mà tao sền soàn quá coi nó không có được. Rồi rồi. Thôi để ba vô nghe. Ba cứ lại ra phòng số 35 nghe. Phòng 35 là phòng của con đó. Ủa? Vô đó mà tha hồ xả chuốt. Ủa sao mày không lựa phòng 36, 37 rồi lựa 35 mày? Làm như nó xui vậy đó, ngay mãi. Cái phòng đó. Ở dưới đặt kêu tao là 35 rồi lên đây tao ở phòng 35 kỳ lắm. Mà tụi nó cũng kêu con là 35 nhưng mà con có ở phòng 35 mà. Thôi được rồi kệ đó, sao mày cộng lại 70 thôi tao vô nghe. À ba vô đi. Anh Trung ơi. Cái gì vậy? Trung. Hả? Ba lên chưa? Lên rồi. Mới vào phòng anh sửa soạn đó. Thế hả? Còn bà vú của em sửa soạn chưa? Gần xong rồi. Quên nữa. Cái vụ gì? Anh có giết chị đen vẽ mắt không? Trời ơi đàn ông làm sao anh có giết chị được. Thôi nhớ rồi. Trên bàn của anh ha, có cái giết lông á, màu đen đó lấy xài đỡ đi. Rồi không có giết chị, lấy giết lông xài đỡ. Trông ơi. Gì vậy ba? Trông ơi. Gì đó? Con có cái chai keo xịt tóc không? Cho ba mượn chút coi. Chết rồi, hết mà con chưa có mua. Vậy hả? Thôi được rồi, ở dưới đầu giường của con đó không? Có cái chai xịt mũi đó, ba xài đỡ đi. Xịt mũi hả? Xịt lên tóc đó có đứng lên không? Đứng hả? Thôi được rồi, không có đồ xịt keo xịt tóc đâu, xịt mũi chơi luôn. Dạ, trời ơi, xịt mũi nó còn đứng luôn hồi với tóc. Anh Trung ơi! Cái gì nữa? Anh Trung! Gì? Có son môi không? Son em hết rồi. Trời ơi, đàn ông làm gì có ba cái vụ đó. Nhớ rồi. Có không? Trên đầu tủ của anh còn chai thuốc đỏ, lấy quẹt đỡ đi. Đúng rồi, lấy thuốc đỏ quét vô, đúng như vậy rồi. Trông ơi! Cái gì nữa vậy ba? Con có sợ dĩ nịnh nào không? Cho ba mượn cái sợ dĩ nịnh coi tao hồi sáng đâu có mẹ kia đụng tao đứt mẹ nó cái lưng quần tao rồi. Trời ơi cha ơi, khổ quá đi, con còn có một sợi dây nịnh hà. Dạ. Trời ơi, ba lấy sợi dây bụng cột nở đi. Trời đất ơi, sợi dây bụng luôn hả? Anh Trung ơi! Cái gì nữa? Anh Trung ơi! Cái gì vậy? Ba anh sửa soạn xong chưa? Chú em xong rồi. Ba anh sắp xong rồi. Vậy hả? Vậy là cho hai người gặp mặt được rồi ha. Em ơi, mời chú em ra đi. Được, để em mời. Dạ. Mời bà xui bước ra để diện kiến ông xui. Mời anh nha. Dạ. Mời ông xui bước ra diện kiến bà xui. Sao hồi hộp quá chung ơi. Ba. Sao hồi hộp quá mày ơi. Chú. Trời ơi, cưới vợ cho con mà làm gì cưới vợ cho ba hồi hộp. Nhưng mà tại vì có chị xui rồi. Bình tĩnh đi vú. Mày thấy vú vậy được chưa? Được rồi. Má hồng hồng, môi đỏ đỏ được rồi. Rồi được rồi. Mày xe qua bên. Bây giờ vú bước tới ha. Rồi để tao. Dạ. Bước tới đi bà. Nghe vú bình tĩnh nha. Đừng có nóng nghe vú. Vú thương con nghe vú. Bình tĩnh đừng rung ba. Rồi ráng đừng rung. Dạ. Tôi xin kính chào chị xui. Dạ thưa dạ. Ủa. Sao thấy bộ đồ này quen vậy ta? Trời ơi. Trời ơi. Ê, 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 ê
vậy? Cái bàn kia. Con thấy chưa? Mẹ nào con thấy chẳng không à. Cũng nhờ ba đó con, ba phát hiện sớm đó nghe. Nhờ bể hai cái trứng hột gà mà không thôi mới biết được mẹ con mà này dữ dằn vậy á. Rồi thôi tiêu đời mày rồi đó nghe mày. Con biết rồi. Trời ơi con đâu có dám cưới nữa đâu ba. Tha là con để một trái tim coi một trái tim mùa đông. Thôi đi con. Tôi về quê tao cưới vợ khác cho mày mà ơi. Thằng con dạ vú ơi, thì con có buồn lắm không con? Không có buồn đâu vú ơi, chẳng là ta gặp nhau trong mùa màng, ta gặp nhau trong dội vàng, một trái tim khô một trái tim mùa đông. Mệt quá vú ơi. Con nói vậy con nói vậy vú cũng yên tâm, chẳng thà vú hy sinh hai trái vú sữa để cứu cuộc tình của con. Thôi đi con, tao kiếm thằng khác tao gả cho mày. Cảm ơn vú. Đi vú.